Chào mừng quý vị và anh chị em trở lại với kênh Radio Công Giáo. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em một biến cố. Đó là trong bản tin hôm ngày 17 tháng 11 vừa qua, đài truyền hình CBS News của Hoa Kỳ cho rằng Đức Thánh Cha Francisco đã làm phép lạ chữa lành một cậu bé. Vào lúc 9 giờ 15 phút sáng thứ tư ngày 20 tháng 10 theo giờ Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã có một cái buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần với các tín hữu. Thì trong cái buổi tiếp kiến này, có một cậu bé mặc bộ đồ thể thao màu đen, đeo kính và đeo khẩu trang y tế đến gần Đức Thánh Cha Francisco. Cậu bé mỉm cười và nắm chặt tay ngài. Đức ông Leonardo, nhiếp chính của phủ giáo hoàng, người thường ngồi bên phải Đức Giáo hoàng trong cái buổi tiếp kiến chung, đứng dậy và nhường ghế cho cậu bé. Đứa trẻ ngồi một lúc sau đó đứng lên và chỉ vào chiếc mũ của Đức Giáo Hoàng. Một lúc cậu bé toan giật chiếc mũ này nhưng mà Đức Giáo Hoàng đã giữ chặt lại. Sau đó thì cậu bé còn dẫn vị linh mục phụ trách đọc các bản văn tiếng Bồ Đào Nha đến chỗ Đức Giáo Hoàng và yêu cầu linh mục lấy chiếc mũ sọ của Đức Giáo Hoàng trao cho cậu ta. Một hành động rất là dễ thương phải không quý vị và anh chị em? Thì cuối cùng cậu bé bước xuống khỏi khán đài một cách đắc thắng và tự hào vì có ai đó đã cho cậu một một chiếc mũ như vậy. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đó Đức Giáo Hoàng bắt đầu bài huấn dụ của mình bằng cách là ứng khẩu trình bày các suy tư về hành động của cậu bé. Đức Giáo Hoàng của chúng ta luôn là người như vậy. Khi có một biến cố xảy ra thì Ngài dựa vào biến cố đó, Ngài luôn luôn có một cái bài huấn dụ rất là hay dựa vào cái biến cố đã xảy ra. Ngài nói như thế này: trong những ngày này chúng ta đang nói về tự do đức tin trong khi lắng nghe thư gửi tín hữu Galat, nhưng tôi nhớ lại những gì mà Chúa Giêsu đang nói về tính tự phát và tự do của trẻ em khi đứa trẻ này có quyền tự do đến gần và di chuyển như thể nó đang ở nhà. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta, cả anh em nữa, nếu anh em không nên như trẻ nhỏ, anh em sẽ không được vào nước thiên đàng. Sự can đảm đến gần Chúa, cởi mở với Chúa, không sợ hãi Chúa. Tôi cảm ơn đứa trẻ này về bài học mà nó đã cho tất cả chúng ta. Và cầu xin Chúa giúp cậu bé trong cái sự hạn chế của cậu, trong sự trưởng thành của cậu bé, bởi vì cậu ta đã đưa ra lời chứng này đến từ trái tim của mình. Kính thưa quý vị và anh chị em, thật không dễ dàng để leo lên khán đài của Đức Giáo Hoàng. Khi mà cậu bé 10 tuổi người Ý mến mộ Đức Giáo Hoàng Francisco và chiếc mũ sọ màu trắng của ngài. Bởi vì sao? Cậu bé Bonavita là cậu bé mắc chứng tự kỷ và động kinh, đã bước lên sân khấu để gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican vào tháng trước và tỏ ra rất là thích chiếc mũ của ngài. Cậu bé được mời ngồi cạnh Đức Francisco và mẹ anh ta cho biết rằng là cậu đã muốn lấy chính mũ sọ trên đầu của Đức Giáo Hoàng. Cậu bé đã đến Roma để kiểm tra y tế sau khi các bác sĩ nghi ngờ có khối u hoặc bệnh đa xơ cứng. Theo bà Elsa Mora, mẹ của cậu bé nhận định như thế này: việc Bonavita leo lên được cầu thang trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục để đến gặp Đức Giáo Hoàng đã thực sự là một ơn lạ. Tự mình leo lên cầu thang khi bình thường nó cần sự giúp đỡ, tôi nghĩ điều này là không thể xảy ra. Điều đặc biệt đáng kinh ngạc hơn đó là diễn biến này xảy ra sau khi sức khỏe của cậu bé đã có chiều hướng xấu đi. Bác sĩ gần như chắc chắn rằng đó là một khối u não. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng là Ngài sẽ cầu nguyện cho con trai của bà. Ngài nắm lấy tay tôi và nói, đối với bạn, không có gì là không thể. Kính thưa quý vị và anh chị em, đặc biệt là khoảng 3 tuần sau, bà ấy hiểu điều Đức Giáo Hoàng nói với bà có nghĩa là gì. Bà ấy nói rằng các bác sĩ đã nói với bà rằng kết quả xét nghiệm của con trai bà không có dấu hiệu bệnh ung thư và các triệu chứng của cậu bé đã được cải thiện. Kính thưa quý vị và anh chị em, phải chăng đây là một ơn lạ của Thiên Chúa qua bàn tay trung gian của Đức Giáo Hoàng, vị cha chung của chúng ta? Chúng ta
hãy cầu nguyện thật nhiều cho vị cha chung của chúng ta có nhiều sức khỏe, sự bình an và đầy ơn Chúa Thánh Thần để dẫn dắt con thuyền của giáo hội. Một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Radio Công Giáo để có thể nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.